Xin chào hết tất cả các anh chị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ của mình nha. Thì ở trên kênh của mình á, mình hai ngày hôm nay mình có nhận được một cái bình luận của một khán giả, của một cô này cũng xem rất là nhiều cái những cái video mà mình chia sẻ về nhà cửa ở đây. Thì cô này muốn mình quay lại chia sẻ lại một cái khu vực nhà cũng ở gần nơi mình sống ở đây, gần khu chợ của người Việt Nam. Khu này thì nói chung là cũng có khá đông người Việt mình sinh sống. Thì cái cô này coi như mình đã có chia sẻ cái khu này rồi, nhưng mà chắc cô này xem chưa có được kỹ hay sao đó, thì muốn mình khi nào có thời gian đó hãy chia sẻ lại thêm một lần nữa. Thì hôm nay nói chung là mình cũng gọi là hơi rảnh chút xíu, mà mình có cái chút xíu thời gian, tại vì khán giả yêu cầu mà. Thôi thì mình dòng lại cái khu này chia sẻ lại nha. Rồi xin mời hết tất cả các anh chị và các bạn cùng đi với mình xem mà cái khu này nhớ như thế nào, mà cái cô này cũng muốn xem lại nha. Thời tiết mấy ngày hôm nay rất là lạnh, cho nên có một số CD ở đây, ở tiểu bang mình thì người ta cho học sinh là nghỉ học ở nhà nha. Tại vì đôi khi buổi sáng sớm á, tuy rằng tiết thì không có rơi, nhưng mà có một số khu vực nó gọi là đường nó bị đóng đá vào buổi sáng sớm, cho nên như vậy đó mình di chuyển nó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên học sinh thì cũng được nghỉ học một hai ngày ở đây. Giờ này thì cũng nắng lên rồi, nhưng mà còn lạnh thì khoảng chừng 2 ngày 3 ngày nữa. Ở mấy cái tiểu bang ở phía Bắc thì gọi là bị bão tiết á. Mình ở đây chỉ là bị lạnh thôi. Cái khu vực nhà này thì ở kế một bên chợ Việt Nam ở phía Bắc của thành phố Atlanta. Nên sẵn đây mình chạy ngang cái khu chợ này luôn để băng qua cái khu nhà này. Chợ Việt Nam giờ này buổi sáng thì chưa mở cửa. Khu người Việt lớn nhất ở đây nha. Xung quanh đây thì bây giờ có thể nói người Việt Nam mình gọi là định cư sinh sống ở đây thì giờ cũng rất là nhiều. Chợ buổi sáng mùa đông nè. Ở đây chợ này ngày thứ bảy với ngày chủ nhật á, thì mới rất là đông. Ở phía bắc của thành phố này thì mình có đến 3 khu chợ của người Việt Nam mình, nhưng mà đây là khu này lớn nhất, đông nhất. Thông thường vào mấy ngày mà trời lạnh mùa đông á, thấy một cái xe mà khi mà mình mà mới mở máy lên rồi mình chạy chút xíu á, khói á, thấy em nó xì ra cho nè, nhìn không biết tưởng là xe hư, nhưng mà không phải nha, mùa đông nó là vậy đó, khi trời quá lạnh. Rồi thì mình đã tới cái khu vực để mình muốn chia sẻ cho một cô khán giả này xem. Cô này thì người Việt Nam mình cũng như là người Mexico ở là nhiều nha. Người Mỹ ở khu này cũng ít thôi. Và cũng như ở đây khu này thì cái giá nhà được xem là bình dân thấp. Tại vì khu này ít có nhà mới lắm. Khu lâu đời, khu lâu năm. Trong cái khu này thì cũng nhỏ thôi, có 2 tiếng đường thôi. Nhưng mà vì có khán giả yêu cầu thì mình làm chia sẻ, thì mình cũng gọi là ghé vào để chia sẻ thêm, quay lại. Ở đây thì gọi là những cái căn mà lớn lớn có lầu cái gì đó thì bây giờ nó cũng 400.000, trên 400.000 đô. Còn những cái con đường xung quanh đây á, cũng có những cái căn nhà nhỏ hơn, nhà cũ á, thì cái giá nó thấp hơn một chút.
nhưng mà khoảng chừng 300 mấy chục ngàn mình kiếm là cũng có rồi. Khu này 300 mấy 400, để mình chạy cái con đường mà với khán giả yêu cầu nha. À, con đường phía trước mặt của mình nè. Đây là cái con đường mà có một cô khán giả muốn mình chạy lại nha. Mình sẽ chạy chậm chậm thôi để xem cái cô này muốn mình quay lại cái dãy nhà bên số lẻ, bên tay phải là số lẻ nè, còn phía bên tay trái là số chẵn. À, đây là khu Northcross. Cái zip code ở đây là 30093. À, để mình chạy chậm chậm chút xíu đây để xem cho kỹ. Mấy cái xe đậu ở bên ngoài đông đá hết trơn nha. Cô khán giả này thì muốn xem lại gọi là cái cuối của cái con đường này, những cái căn nhà nằm ở cuối đường. Cuối đường là ở đây. Ở đây là phía bên tay phải là số nhà chẵn nha. Cô này thì nhà lớn, nhà có lầu. Những cái này thì gọi là chạy theo yêu cầu của khán giả. Cái con đường này nó cũng ngắn thôi, nó không có dài. Nó phía bên ta phải là nhà số chẵn nha. Khu này cũng được xem gọi là khu Việt Nam. Vòng vòng ở đây. Ok đó, thì bây giờ sau khi mình chạy xong cái con đường ngắn nhỏ này để cho một cô khán giả đó xem, thì giờ mình sẽ chạy chơi vòng vòng ở quanh cái xóm này để các anh chị các bạn xem thêm cho biết về cái khu này, để đi xem coi có nhà ai bán nữa hay không nha. Thỉnh thoảng thì mình cũng thấy có đó. Đó, từ cái khu này thì chạy lại chợ Việt Nam thì chỉ có khoảng chừng 5 phút rồi, rất là gần. Buổi sáng mùa đông thì trời lạnh lẽo, cây cối thì nó sơ sát hết trơn. Đó, khu này thì ở đây nói chung nhà thì cũ mà được con cái thì đất đất nó nhiều, trồng trọt trồng cây trồng rau nữa thì cũng được, cũng có nhiều người thích những cái khu là như vậy. Giá tiền đó thì nó cũng không phải là quá cao.
mấy căn nhỏ nhỏ này thì nó 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Tự nhiên người chói nắng quá. Nhưng mà được có một cái thì nhà ở đây khi mà mình gọi là mới đến, nếu mình tìm kiếm một cái căn nhà gọi là cho vừa cái túi tiền thì mình thấy khu này thì có nhiều người lựa chọn. Kiếm căn lớn lớn 4 5 phòng ngủ cũng có, mà căn nho nhỏ cũng có luôn, nói chung là đủ giá hết. Nhưng mà nhà thì có một cái là nhà cũ thôi, không có nhà mới. Em cũng có những căn nhìn thì cũng rất là đẹp, đất đai nhiều, rộng rãi. Gần chợ Việt Nam, gần khu người Việt Nam luôn. Mình cái khu này mình gọi là ngay khu người Việt Nam luôn. Tại vì những cái tuyến đường mà mình chạy cũng như là những cái tuyến đường xung quanh ở đây cũng có khá đông người Việt Nam mình bây giờ. Chứ mình vô những cái khu mới thì là mắc hơn à. Khu mới thì nhà giờ tới cả 400 ngàn hơn lận. Những căn này là thấy không, đất đai không, mênh mông em, nhà thì nhỏ. Ở đây thì thuế nhà thì cũng rẻ, giờ này 9 giờ sáng này, mặt trời lên rồi, ấm rồi. Nó những căn này nè, nho nhỏ thôi ha. Sân trước quá chừng không, cắt cỏ là cũng mệt luôn. Đảo chơi 1-2 vòng trong khu này. Mấy nhà này nó đất đai mênh mông luôn ha. Xe đậu thoải mái luôn. Nói chung là đây là những căn nhà mà gọi là theo như mình biết rất là lâu năm nha, hàng 50 năm, trên 50 năm rồi đó. Nhà trệt. Mấy căn nhà này nhà gọi là nhà xưa mà của Mỹ nè. Của người Mỹ hồi xưa đó. Mấy cây này rất là nhiều năm rồi. Mấy khu này mùa thu khổ con cái quét lá, rơm hốc lá đi dục là cũng mệt nha. Mấy chiếc xe đậu ở trong mấy khu này cũng xe cũng nhiều năm hết trơn rồi. Ở trong cái khu này thì nó cũng hơi cũ rồi, nhưng mà đường xá thì cũng sạch sẽ yên tĩnh. Có chiếc xe đi hốt rác hàng tuần. Nhưng mà thấy vậy thấy cũ cũ chứ mà cũng không phải là người ta bán đâu nha, cũng hiếm có khi mà có người bán lắm á. Thấy đăng lên bán đó là có người vô là mua liền à. Tại vì khu này thì cũng thuận tiện. Tại vì người Việt Nam mình, những người lớn tuổi á, hoặc là những người mà mới sang đây á, thì hay tìm về gọi là những cái khu có đông người Việt Nam mình. Nhiều khi có con còn nhỏ đó, rồi để đi gửi, đặng đi làm cho dễ. Cũng như người lớn thì có thể lái xe lại chợ, đi ăn uống đi chợ, thuận tiện, gần. Và cái quan trọng hơn nữa là cái giá nhà còn rẻ, dễ tìm mua. Mình vào những khu mà những khu mắc tiền, những khu mới bây giờ thì có những cái luật lệ
không được đậu xe ở ngoài đường, cũng như là cái cỏ nó cao quá cũng không được, mình phải cắt dọn, nói chung là sạch sẽ, mình phải theo cái lực của cái khu đó. Còn khi mà mình vào những cái khu cũ về nha, thì nói chung là thoải mái, xe đậu thì muốn đậu ở đâu là đậu, nhiều khi thì ở trước nhà đó nó có dơ cái gì đó thì bỏ đại cũng được, không sao hết á, không thành vấn đề. Khu cũ cho nên bây giờ mình nhìn thấy em nó hơi lộn xộn thôi. Thôi mình chạy chơi một vòng á, thôi giờ mình ra đi về lại. Thì mục đích của ngày hôm nay cũng như là muốn cho cái cô khán giả này xem lại cái khu này, cũng như để các anh chị và các bạn xem chơi cho biết luôn nha. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại ở những video kế tiếp nữa của mình nha.